là chúng ta đã trải qua 13 năm kể từ khi những cánh tay chào nhau và mong được ngày gặp lại. Và giờ đây, sau 13 năm, chúng ta sẽ được cùng ở bên nhau, được chia sẻ những kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò. Chắc hẳn rằng trong mỗi chúng ta, ai cũng đều có những rung động và những tình cảm khác nhau. Nhưng chúng ta sẽ có một điểm chung, thì chúng ta là một tập thể của lớp 12B6. Chính vì vậy, chúng tôi đã tổ chức một buổi gala gặp mặt với chủ đề 12B6 ngày trở về. Chúng mình cũng đã lên kế hoạch rất là cụ thể và tớ hy vọng là sẽ đọng lại trong các bạn một cái chút gì đấy về kỷ niệm của tuổi học trò của chúng ta. Sẽ có một cái buổi họp lớp thật là ý nghĩa và nhiều kỷ niệm. Hy vọng gặp lại các bạn ở buổi họp lớp sắp tới. Vâng, có rất là nhiều những cái ý kiến khác nhau của các bạn về buổi họp lớp. Nhưng mà cuối cùng thì bạn lớp trưởng và ban liên lạc của lớp cũng như tất cả các bạn đã thống nhất được với nhau cái cách để chúng ta tổ chức buổi họp lớp thật là ý nghĩa. Và mình đang rất là mong chờ đến ngày họp lớp để được gặp thầy cô chủ nhiệm cũng như là gặp tất cả các bạn.